Xin chào các bạn thân mến, mùa hè là thời điểm chiếc xe của bạn dễ dở chứng bởi nhiều yếu tố tác động bên ngoài. Và trong những ngày nắng nóng như thế này thì Thế Sơn Toyota xin được bắt bệnh những vấn đề mà ô tô dễ gặp phải trong mùa hè. Trong đó nổi bật là 6 bệnh thường gặp và những phương pháp để giúp cho xế cưng của bạn hoạt động ngon nghe. Hệ thống điều hòa quá tải. Trong những ngày nắng nóng gay gắt như thế này thì điều hòa trên ô tô luôn trở thành cứu cánh cho những lái xe. Và chính vì điều này thì nhiều khi hệ thống điều hòa buộc phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài, dẫn đến việc chúng bị quá tải và nhiều chi tiết bị trục trặc. Bạn nên kiểm tra hệ thống điều hòa thường xuyên để đảm bảo hiệu quả hoạt động của chúng. Một mẹo hữu ích là nếu nhiệt độ bên trong xe thấp hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 10 độ C thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng điều hòa vẫn đang hoạt động tốt. Còn nếu không thì hãy mang ngay xe của bạn đến các trung tâm bảo dưỡng để được sửa chữa hoặc thay mới nếu cần. Ắc quy bị bay hơi dung dịch. Thời tiết nắng nóng buộc ắc quy của bạn phải làm việc vất vả hơn, khiến cho hiệu quả hoạt động của bộ phận này cũng bị suy giảm đáng kể. Chưa kể đến là nhiệt độ cao thì còn dễ làm chất lỏng bay hơi, khiến cho lượng dung dịch bên trong không còn đạt chuẩn, và thậm chí là trong nhiều trường hợp còn dẫn đến ắc quy bị chết. Hơn nữa, hiện tượng chập cháy cũng có thể xảy ra do ắc quy mất cân bằng xung điện. Để tránh tình trạng này, bạn nên thường xuyên kiểm tra và tháo dây ắc quy, lau sạch các đầu cực. Ngoài ra, bạn cũng nên thay ắc quy xe theo định kỳ từ 3 đến 5 năm bởi bình ắc quy cũ khó sạc hơn và gây tốn điện hơn. Cần gạt nước hỏng. Những cơn mưa lớn thường xuyên xảy đến bất chợt trong những ngày hè nắng nóng và có thể làm cần gạt nước của bạn bị mòn dần và hư hỏng. Cụ thể, cần gạt nước của xe còn có thể bị nứt lớp cao su bên ngoài, chây xước, cong vênh hoặc thậm chí là gãy. Các nhà sản xuất xe khuyên rằng bạn nên thay cần gạt nước 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Hiện chi phí để thay cần gạt nước không quá đắt, thậm chí là bạn có thể tìm hiểu và thay chúng tại nhà. Lốp xe xuống cấp. Các vấn đề của lốp xe có thể dẫn đến những tai nạn khó lường trên đường đi, nhưng mà nhiều tài xế thì lại thường ngó lơ và ít khi để ý đến tình trạng lốp xe. Vào mùa hè, cùng với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, nhiệt độ mặt đường cao và lực ma sát lớn khiến cho áp suất lốp tăng lên và có thể dẫn đến nổ lốp. Lời khuyên được đưa ra ở đây là bạn nên kiểm tra lốp xe thường xuyên, xem xét kỹ đường rãnh lốp hoặc hạn sử dụng ghi trên thành lốp. Thêm vào đó, đừng để lốp xe được bơm quá căng hoặc là quá xẹp bởi có thể độ bám đường của lốp xe sẽ bị giảm đi hoặc xảy ra tình trạng nổ lốp. Nhiên liệu bị hao hụt. Nhiều người cho rằng xe bị hao hụt nhiên liệu nhiều hơn trong những ngày hè do hoạt động của máy lạnh. Tuy nhiên, trên thực tế thì nền nhiệt cao vào mùa hè cũng có thể khiến cho lượng xăng trong bình nhiên liệu chuyển sang dạng khí và làm áp suất bên trong tăng cao, khiến cho hơi xăng bị rò rỉ, buộc người lái phải bỏ tiền ra nhiều hơn. Trước tiên thì hãy đảm bảo rằng nắp nhiên liệu của xe được đậy chặt. Trong trường hợp nhận thấy xe ăn xăng nhiều hơn bình thường hoặc ngửi thấy mùi xăng quanh xe thì bạn hãy nhanh chóng mang xe của mình đến các trung tâm bảo dưỡng để đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Nội thất xe bị ảnh hưởng. Nhiệt độ bên trong khoang cabin luôn ở mức cao ngất ngưởng vào những ngày mùa hè. Nếu nhiệt độ bên ngoài là 24 độ C thì bên trong xe có thể đạt nhiệt độ đến 38 độ C và chỉ sau 30 phút thì mức nhiệt này đã lên đến hơn 50 độ C. Chính vì vậy, nội thất của xe, nhất là các bộ phận làm từ nhựa hay là da, sẽ nhanh chóng bị giảm tuổi thọ và xuất hiện những vết nứt trên bề mặt. Và cách tốt nhất là bạn nên đỗ xe ở những nơi thoáng mát hoặc là trong bóng râm và sử dụng các trang thiết bị chống nóng hiện có trên thị trường như là các loại bạt, ô che hay dán phim cách nhiệt chất lượng cao để đảm bảo về nội thất của xe. Vừa rồi là 6 bệnh thường gặp cũng như là các phương pháp để giúp cho xế cưng của bạn hoạt động ngon nghẻ trong những ngày trời nắng nóng như hiện nay. Và mong rằng là video vừa rồi của Thế Sơn Toyota đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Và nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!